Với nhiều kinh nghiệm trong việc nghiên cứu chọn lọc các bộ giống có chất lượng cao, tập đoàn Thái Bình Seed đã sản xuất nhiều giống lúa có giá trị hàng hóa. Đặc biệt, trong vụ hè thu năm nay, một số bộ giống mới của Thái Bình Seed có khả năng chống chịu tốt, kháng bệnh cao cho năng suất vượt trội. Vụ hè thu này, toàn bộ 4 sào lúa được bà Phạm Thị Loan, xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu gieo cấy giống lúa TBR89. Đây là một trong bộ giống mới của tập đoàn Thái Bình Seed. Mới chỉ thu hoạch hơn 2 sào, nhưng theo đánh giá, năng suất đạt 3 tạ một sào. Mặc dù giá vật tư tăng gấp đôi so với các vụ trước, nhưng nhờ năng suất lúa cao nên gia đình bà vẫn có lãi. Vì năm nay thời tiết hơn cũng không thuận bằng mọi năm, mà thấy thì sâu bò là không có nữa. Được cái điểm đó, mà chưa phải bấm chi hết, tôi làm đấy chứ từ khi nó chưa phải bấm cậy chi hết. Của thầy là chắc từ ở ngoài vào trong cày luôn. Trên cánh đồng 4 sào lúa tại đồng đất Thuận Sơn, huyện Đô Lương, lần đầu tiên giống TBR97 được anh Phan Bá Năm đưa vào gieo cấy. Mặc dù thuộc vùng cuối nguồn nước tưới, nhưng lúa vẫn phát triển tốt, ít sâu bệnh. Đây là bộ giống ngắn ngày, gạo ngon, nên vụ xuân tới, anh sẽ đưa giống lúa này vào gieo cấy trên toàn bộ diện tích 6 sào. Giống này thì hân phát triển thì rất mạnh, mà kháng xấu thì cũng nhiều. Hiện tại bây giờ là mới phun cho thuốc cỏ thôi. Thế nếu mà gạo ngón thì chắc lại làm một loài giống luôn. Cơ bản lần nào là đồng xuân là kiểu chủ yếu làm gạo ngón là để ăn thôi. Là vùng trọng điểm trồng lúa của tỉnh, huyện Yên Thành cũng có đến 30% diện tích được gieo cấy các giống lúa của tập đoàn Thái Bình Seed. Trong đó có trên 1.000 hecta tham gia chuỗi liên kết và sản xuất lúa giống. Tại xã Hòa Thành, trong vụ hè thu này có đến 180 hecta gieo cấy giống chủ lực TBR225, chiếm đến 80% diện tích sản xuất toàn xã. Trong đó có 50 hecta sản xuất lúa giống. Liên kết được thực hiện chặt chẽ nên bà con không còn phải lo lắng vấn đề đầu ra, giá cả cho sản phẩm. Sau khi mà thực hiện được cái liên kết này với tập đoàn Thái Bình á, thì hợp tác xã là đứng ra để chỉ đạo sản xuất, là quy hoạch vùng sản xuất lúa tập trung, là thực hiện như cái vụ xuân năm ngoái là thì hợp tác xã đã bao tiêu cho bà con được là 448 tấn lúa tươi. Thì cái vụ hè thu này thì tiếp tục cái thực hiện gần 50 hecta, cũng đang hy vọng là với cái năng suất cái vụ này thì cũng đảm bảo được cái yêu cầu của hợp đồng. Không chỉ thành công trong vụ xuân, các bộ giống, đặc biệt là các giống mới của tập đoàn Thái Bình Seed như TBR89, TBR79, Phúc Thái 168 cũng đạt năng suất cao, chất lượng tốt trong vụ hè thu, khẳng định tính vượt trội về thời gian gieo cấy, kháng bệnh, gạo ngon. Năng suất một số trà đã thu hoạch đạt trên 3 tạ một sào. Bằng cái việc mà đi đánh giá ở khắp nơi thì đến thời điểm này chúng tôi cũng đã nhận thấy được rằng là bộ giống lúa này đã thể hiện sức chống chịu tương đối tốt đối với điều kiện bất khí hậu của khu vực Nghệ An và bước đầu cho kết quả rất là tốt và được bà con nông dân các vùng miền sau khi sử dụng gieo trồng sản phẩm này thì đều đánh giá rất cao và sẽ mong muốn được rằng công ty sẽ chuyển giao nhiều hơn trong vụ đông xuân tới để bà con mở rộng sản xuất. Trong điều kiện giá cả vật tư tăng cao và thời tiết ngày càng diễn biến cực đoan thì cơ cấu các giống lúa khả năng chống chịu các yếu tố bất lợi thời tiết, kháng sâu bệnh là lựa chọn tối ưu. Những đóng góp của tập đoàn Thái Bình Seed trong việc cung cấp các bộ giống có giá trị vật trội về năng suất, giá trị hàng hóa sẽ góp phần gia tăng giá trị cho nông sản của tỉnh.